Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cát hung và ý tượng của quẻ phản ngâm. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một dạng quẻ đặc biệt khác mà khi gặp quẻ này đa phần là bất lợi cho đối tượng được dự đoán. Đó chính là quẻ phục ngâm. Vậy quẻ phục ngâm có dạng như thế nào? Cát hung và ý tượng của nó ra sao? Nội dung bài học hôm nay sẽ phần nào giúp các bạn trả lời câu hỏi đó. Chúng ta đi vào nội dung bài học: phục ngâm, dấu hiệu cát hung và ý tượng. Quẻ phục ngâm là dạng quẻ mà nó có hào động và hào biến đều giống nhau về mặt địa chi. Trong 8 quẻ gốc thì chúng ta để ý rằng quẻ thuần can và quẻ thuần chấn nó có địa chi giống hệt nhau. Do đó, khi nội quái hoặc là ngoại quái hoặc là cả nội ngoại quái mà là quẻ can biến ra quẻ chấn hoặc là quẻ chấn biến ra quẻ can, gặp tình huống này thì sẽ xuất hiện địa chi của hào động và hào biến sẽ giống hệt như nhau. Đây chính là dạng quẻ phục ngâm. Tôi xin lấy ví dụ, nếu như chúng ta gieo được quẻ thuần càn biến ra quẻ hỏa lôi phệ hạc. Ở quẻ này thì nội quái của quẻ thuần càn là quẻ can, nó biến ra nội quái của quẻ hỏa lôi phệ hạc là quẻ chấn. Chúng ta xem ví dụ 1 ở trên màn hình. Thì chúng ta thấy rằng các địa chi lâm hào sơ, hào 2, hào 3 ở nội quái của quẻ chính là quẻ thuần can và nội quái của quẻ biến là quẻ phệ hạp, nó đều giống hệt nhau. Thì đây chính là dạng quẻ nội phục ngâm. Ví dụ tiếp theo, chúng ta gieo được quẻ thuần can biến ra quẻ lôi phong hằng. Thì ở quẻ này, ngoại quái của quẻ thuần can là quẻ can, nó biến ra ngoại quái của quẻ lôi phong hằng là quẻ chấn, như là ở ví dụ 2 ở trên màn hình. Thì chúng ta thấy rằng các địa chi lâm hào 4, hào 5, hào 6 ở ngoại quái của cả quẻ chính và quẻ biến nó đều giống hệt nhau. Thì đây chính là dạng quẻ ngoại phục ngâm. Ví dụ tiếp theo, chúng ta gieo được quẻ thuần can biến thuần chấn, như ở ví dụ 3 trên màn hình. Thì ta thấy rằng các địa chi lâm hào sơ, hào 2 cho đến hào thượng của cả quẻ chính lẫn quẻ biến nó đều giống hệt nhau. Thì đây chính là dạng quẻ cả nội ngoại đều phục ngâm. Như vậy chúng ta đã nắm được cái dấu hiệu nhận biết quẻ phục ngâm. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu cát hung và ý tượng của quẻ phục ngâm. Về mặt cát hung, nếu như gặp quẻ phục ngâm thì đa phần là không cát. Cái cát hung của sự việc dự đoán thì chúng ta cần phải lấy sự suy vượng của dụng thần làm chủ, còn phục ngâm chỉ là phụ họa cho dụng thần mà thôi. Nếu như dụng thần mà vượng tướng thì sự việc có thể thành, còn nếu như dụng thần mà suy nhược thì đương nhiên đó là hung tượng. Về mặt ý tượng thì phục ngâm nó mang cái ý tượng là ẩn mà không hiện, là từ sâu bên trong biến đổi, hay là trong lòng nặng nề, u sầu buồn bã, nội tâm đau khổ, khổ không thể nói ra, hay là chần chừ không tiến, dậm chân tại chỗ. Phục ngâm nó biểu thị sự vật ngưng trệ, cái việc đang làm tiến triển chậm chạp, vân vân. Sau đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái ý tượng của phục ngâm trong từng cái nội dung dự đoán cụ thể. Về dự đoán tài vận mà gặp quẻ phục ngâm thì nó thể hiện là cái sự tình phát triển không thuận lợi, có nỗi lo, có nỗi khổ khó nói, hoặc là tài hao lợi tán, vân vân. Về dự đoán công danh thì gặp phục ngâm nó biểu thị cái sự việc trì trệ bất động, cái đường quan lộc trắc trở, lận đận khó thăng tiến. Nếu như dụng thần vượng thì chỗ cũ có thể thăng tiến, còn nếu dụng thần bị khắc nhược thì vĩnh viễn không có cơ hội thăng tiến. Nếu chúng ta dự đoán hôn nhân mà gặp quẻ phục ngâm
thì nó biểu thị là chỉ có lo âu mà không có chuyện vui, tâm trạng phiền muộn, hao tâm tổn trí vì hôn nhân, vân vân. Nếu chúng ta dự đoán về bệnh tật mà gặp quẻ phục ngâm thì nó mang cái ý tưởng là đau ốm triền miên, người bệnh nằm trên giường đau đớn, trong bụng khó chịu, rên rỉ không ngừng. Hoặc là nó thể hiện là di căn ở trong người hay là bên trong biến đổi, vân vân. Nếu chúng ta dự đoán xuất hành mà gặp phục ngâm thì khó có thể lên đường. Nếu như dự đoán về kiện tụng mà gặp phục ngâm thì nó thể hiện là sự việc khó có hồi kết. Nếu chúng ta dự đoán về mồ mả da trạch mà gặp phục ngâm thì nó thể hiện là gì? Là muốn rời mà chẳng được, mà giữ nguyên thì lại bất lợi. Đến đây chúng ta đã nắm được khái quát cái dấu hiệu cát hung và ý tượng của quẻ phục ngâm. Tiếp theo sau đây chúng ta đi nghiên cứu một số ví dụ minh họa cụ thể để chúng ta có thể hiểu rõ cái nội dung trên. Ví dụ thứ nhất, ngày Ất Dậu tháng Mùi, nữ 39 tuổi, đoán khi nào có thể kết hôn, được quẻ càn biến phệ hạp. Ở cái nội dung cái câu hỏi này thì chúng ta phải để ý cái hoàn cảnh của người nữ này. Cái người nữ này 39 tuổi mà lại đoán là khi nào có thể kết hôn, thì cái hoàn cảnh của người nữ này là gì? Là chưa từng kết hôn, mặc dù là 39 tuổi. Do đó chúng ta nhìn dụng thần để chúng ta có thể đoán được là khi nào người ta có thể kết hôn. Nữ xem hôn nhân, đương nhiên chúng ta chọn hà bốn quan quỷ ngọ hỏa gặp không vong làm dụng thần. Ở đây hà bốn dụng thần ngọ hỏa, nó hợp nguyệt là mùi thổ, là có khí. Còn nhật là dậu kim, nó không sinh cũng không khắc, nhưng nó lại gặp không vong. Mà không vong lại là cái tượng gì? Không có. Do đó là cái tượng gì? Chưa có bạn trai. Mà dụng thần ngọ hỏa nó lại sinh cho hào thế lâm hào sáu phụ mẫu tuất thổ. Bởi vì nó gặp không vong cho nên chưa thể sinh thế. Hay là nói là gì đây? Là gặp không vong thì không thể sinh thế. Không thể sinh thế thì nó là cái tượng gì đấy? Là cái tượng khó có bạn trai đến bên mình để yêu thương. Tiếp theo chúng ta để ý rằng hào hai thê tài dần mộc nó phát động sinh cho dụng thần ngọ hỏa. Lẽ ra đây là cát tượng. Thế nhưng chúng ta xét ảnh hưởng của nhật nguyệt thì nguyệt là mùi thổ, nó không sinh cho dần mộc, nó lại bị nhật thần là dậu kim nó khắc chế. Mặt khác hào năm thân kim nó phát động, nó lại tới khắc nữa. Do đó hào hai thê tài dần mộc nó bị tổn thương, nó không thể có sức mạnh để sinh cho dụng thần. Mà nguyên thần lại biểu thị về mặt lâu dài. Nguyên thần thê tài dần mộc ở đây nó bị tổn thương, nó không có lực sinh dụng thần quan quỷ ngọ hỏa, thì nó biểu thị điều gì đấy? Biểu thị là về mặt dài hạn khó có thể có bạn trai. Một điểm nữa chúng ta để ý rằng nội quái phục ngâm, mà phục ngâm nó biểu thị là gì? Biểu thị cái sự trì trệ khó có thể tiến triển. Nó cũng biểu thị là gì? Nội tâm đau khổ trong lòng. Do đó hôn nhân khó có tiến triển, vì chuyện này mà tâm trạng rất đau khổ buồn bã. Tổng hợp lại chúng ta kết luận rằng là gì? Là trước mắt và về sau khó có thể có nhân duyên tốt đẹp. Và kết quả là tới lúc dự đoán thì người này đã 39 tuổi nhưng vẫn cô đơn một mình. Đây chính là cái ví dụ minh họa cho cái sự bất lợi khi quẻ gặp phục ngâm. Nó biểu thị cái sự trì trệ khó có tiến triển trong hôn nhân. Cũng là cái ý tượng vì chuyện hôn nhân mà đương sự đau khổ trong lòng. Chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ngày Quý Tỵ tháng Thân, xem cha nhậm chức ở xa có bình an hay không, được quẻ Cấu bến Hằng. Xem an nguy của cha thì đương nhiên chúng ta chọn hào 6 phụ mẫu tuất thổ nó phát động làm dụng thần.
Ở đây dụng thần hào sáu phụ mẫu tuất thổ. Nguyệt là thân kim, nó không khắc chế, còn là đất trường sinh của nó. Còn nhật là tị hỏa thì nó sinh trợ. Tổng hợp lại ảnh hưởng của nhật nguyệt thì dụng thần ở đây là vượng. Là cái ý tượng gì? Cha ở bên ngoài thì được bình an. Mặt khác chúng ta để ý rằng là gì? Con lo lắng cho an nguy của cha mà xem quẻ. Đây chính là thuộc nội dung dự phòng rủi ro. Cho nên trong quẻ có nhật thần là tị hỏa, nó xung hào hai tử tôn hợi thủy, xung thành ám động. Mà quẻ là xem về dự phòng rủi ro mà có tử tôn động thì nó là cái tượng gì đấy? Là tượng không lo lắng, là cái tượng cát lợi cho cái an nguy của người cha. Nhưng ở quẻ này chúng ta để ý rằng ngoại quái gặp phục ngâm, mà phục ngâm nó biểu thị cái sự bất lợi, mà dụng thần lại nằm tại ngoại quái thì nó biểu thị là gì? Là cha ở bên ngoài có điều bất lợi, khó có tiến triển mà đau khổ trong lòng. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng là gì? Cha bình an nhưng có điều bất lợi khó giải quyết mà đau khổ trong lòng. Và kết quả là sau hay tin giặc Miêu nổi loạn tại địa phương đó, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vào năm Dần xem quẻ, đến năm Thìn thì người cha bị bãi quan mà trở về chờ bổ khuyết. Đến năm Ngọ lại được thuyên chuyển đến Tứ Xuyên. Thì cái kết quả đây cho chúng ta thấy rằng là gì? Là người cha là bình an. Tóm lại là từ hai cái ví dụ này thì cho chúng ta thấy rằng là gì? Quẻ gặp phục ngâm thì đa phần là tượng bất lợi, cho dù dụng thần suy hay vượng. Nếu như dụng thần vượng thì sự việc xem quẻ có thể chuyển biến theo chiều hướng tốt. Còn nếu dụng thần mà suy thì càng bất lợi, hung càng thêm hung. Tóm lại, quẻ phục ngâm là một dạng quẻ tương đối xấu trong dự đoán mộc hàm. Khi gặp tình huống này các bạn cần phải chú ý. Bài học về phục ngâm đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.